Kinh văn. Này Giác Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe thấy danh từ của Bồ Tát đó rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là con trai của một vị đại trưởng giả. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Dạng Hạnh Như Lai. Lược giảng, Đức Phật gọi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà bảo rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Bồ Tát đó tức là vị Bồ Tát nào? Chính là Bồ Tát Địa Tạng, oai đức thần thông và thệ nguyện không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, có công năng độ thoát tất cả chúng sanh có tội ác sâu nặng. Ngài dùng oai thần của chính mình để chiết phục chúng sanh. Ngài nguyện rằng: Địa ngục chưa không, thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục còn chưa trống không, thì bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật. Chỉ khi nào tất cả chúng sanh đều được độ thoát rồi, thì khi đó Ngài mới thành Phật. Nếu vẫn còn một chúng sanh chưa độ xong, thì Ngài vẫn chưa thành Phật. Trải qua quãng thời gian lâu dài như vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật, cũng vì hễ Ngài độ chúng sanh này xong thì lại có chúng sanh khác đến, cứ liên tục không bao giờ ngớt. Không phải là cứ một chúng sanh ra đời thì có một chúng sanh tà thế, cũng chẳng phải là cứ chúng sanh kia tà thế thì chúng sanh nọ mới vào đời. Số chúng sanh ra đời nói chung vẫn nhiều hơn số chúng sanh tà thế gấp 10 lần, 100 lần, 1000 lần và có thể cả vạn lần. Quý vị thử làm thống kê. Xem tại thành phố San Francisco hiện nay thì mức độ tử vong cao hơn hay sinh sản cao hơn? Thường thì người ta phải chết là vì tuổi già sức yếu hoặc có bệnh hoạn. Do đó, trung bình thì con người sống cũng được vài chục năm. Trong khi đó, hầu như chỉ sau 10 tháng thụ thai là có thêm người được sinh ra. Cho nên dân số gia tăng rất nhanh và xác suất sinh sản có thể cao hơn xác suất tử vong đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, Địa Tạng Bồ Tát vẫn còn vất vả bận rộn và vẫn chưa thể thành Phật được. Thế nhưng quý vị nghĩ xem, Địa Tạng Bồ Tát có hối hận về thệ nguyện của mình hay không? Đương nhiên là Ngài không hối hận. Chúng sanh càng đông đúc thì Ngài càng có nhiều công việc để bận rộn. Nếu không có chúng sanh thì Ngài không có việc làm và đã trở thành Phật từ lâu rồi. Mà thành Phật rồi thì chẳng còn việc gì để làm nữa cả. Cho nên đây là Địa Tạng Bồ Tát, không có việc thì kiếm việc mà làm. Lẽ ra thì Ngài có thể sống rất thanh nhàn rảnh rỗi, song Ngài lại thích suốt ngày lăng xăng bận rộn đi cứu độ chúng sanh. Bởi đó chính là hạnh nguyện của Ngài vậy. Tại sao Địa Tạng Bồ Tát lại lập thệ nguyện lớn lao này? Bởi vì Ngài nhận thấy rằng Ngài và chúng sanh vốn đồng một thể. Nếu chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài thành Phật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế, Ngài tự nguyện chờ đợi chúng sanh.
gìn giữ thứ nhân duyên vĩnh viễn đồng thể với chúng sanh. Nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát thì không cách nào đo lường hoặc hiểu rõ được. Những gì chúng ta nói ra được thì chỉ là một phần hết sức nhỏ nhoi. Bởi thật ra, nguyện lực của Ngài vốn không thể suy lường hay luận bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Bồ Tát Địa Tạng Vương đó, rồi hoặc tán thán. Sau khi được nghe giảng, nếu có cơ hội thì quý vị nên giới thiệu nguyện lực từ bi của Địa Tạng Bồ Tát cho các bạn đồng nghiệp hoặc thân bằng quyến thuộc của mình được biết. Đồng thời quý vị cũng nên tự hỏi chính mình, Địa Tạng Bồ Tát có thể lập thệ nguyện rộng lớn như thế, còn mình thì sao? Mình có nên lập một thệ nguyện nho nhỏ chăng? Chẳng hạn, nguyện là mình sẽ hóa độ cho một chúng sanh thành Phật, rồi mình mới thành Phật. Hoặc là hóa độ cho hai chúng sanh thành Phật, rồi mình mới thành Phật. Quý vị không lập nguyện lớn mà chỉ lập nguyện nhỏ thôi cũng được. Như thế cũng là không uổng công nghe giảng kinh Địa Tạng. Nếu quý vị nghe rồi bỏ qua, cho rằng Bồ Tát là Bồ Tát, còn mình là mình, Bồ Tát và mình chẳng có liên quan gì với nhau cả. Như thế tức là quý vị nghe rồi mà cũng như là chưa nghe vậy. Thí dụ, người nam có thể phát nguyện rằng, trước kia tôi có một người bạn gái, phen này nếu tôi thành Phật thì tôi nhất định sẽ độ cho cô ta cũng được thành Phật. Thế còn người nữ thì sao? Người nữ cũng có thể lập nguyện rằng, trước kia tôi có quen một người bạn trai, người này rất thương yêu tôi, nay tôi muốn tu hành nên tôi nguyện sẽ độ cho anh ta thành Phật, rồi tôi mới thành Phật. Quý vị nên lập những thệ nguyện đại loại như thế, chứ không nên có khuynh hướng Di Đà Phật, Các Cố Cát, Ma Ha Tát, Bất Quảng Tha. Nghĩa là Di Đà Phật thân ai nấy lo, Ma Ha Tát chẳng màng người khác. Có người nói rằng, tôi còn nhỏ nên chưa có bạn trai, cũng chưa có bạn gái. Nếu thế thì hãy nghĩ tới cha mẹ của mình và phát nguyện độ cho họ thành Phật. Còn trường hợp cha mẹ của quý vị đã qua đời rồi thì sao? Thì quý vị hãy nghĩ tới anh chị em của mình. Nếu không có anh chị em gì cả thì sao? Thì quý vị hãy nghĩ tới bạn bè, hàng xóm láng giềng. Quý vị chọn người nào làm mục tiêu cứu độ của mình cũng đều được cả. Nếu vẫn không nghĩ ra được một người nào hết, thì quý vị có thể nguyện rằng, tôi có một vị sư huynh đệ, tôi nhất định sẽ độ cho huynh đệ ấy được thành Phật. Tuy tôi không có được nguyện lực lớn lao như Địa Tạng Bồ Tát, là có thể độ cho tất cả chúng sanh đều thành Phật, nhưng bản thân tôi cũng từng lập nguyện rằng, trong số những người đã quy y với tôi, nếu có một người chưa thành Phật thì tôi cũng chưa thành Phật, với điều kiện là người ấy phải là đệ tử quy y và phải thực tâm tin tưởng nơi tôi thì tôi mới chờ đợi. Nếu y bị đọa địa ngục, tôi sẽ vào địa ngục để tìm và cứu y ra. Đây cũng là nhờ trong thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, quý vị mới gặp được một sư phụ tốt và vĩ đại như vậy. Giả sử về đời sau, có người tấm tắc ngợi khen rằng, Địa Tạng Bồ Tát có nguyện lực không thể nghĩ bàn, thần thông không thể nghĩ bàn, và lòng từ bi cũng không thể nghĩ bàn. Đồng thời giới thiệu cho mọi người biết về Ngài, và hoặc chiêm lễ hoặc xưng niệm danh hiệu Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chiêm là dùng mắt để nhìn ngắm, lễ là lễ bái, giái lạy. Khi chúng ta quỳ lạy trước tượng Phật
tức là chúng ta đang chiêm lễ Phật, chúng ta hiện đang giảng kinh Địa Tạng. Tôi nói Địa Tạng Bồ Tát thật là bất khả tư nghị, thì đó là tán thán, khen ngợi. Trong lúc chiêm ngưỡng và đảnh lễ, chúng ta niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì đó gọi là xưng niệm danh hiệu. Hoặc cúng dường, chúng ta đã cung thỉnh tượng Địa Tạng Bồ Tát về giảng đường này, và bây giờ mọi người ngày ngày thắp hương lễ Phật, dâng cúng hoa quả trước tôn tượng, như thế gọi là cúng dường. Cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thiết hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. Đừng nói tới dùng gỗ, chỉ cần dùng màu sắc để tô vẽ một bức hình của Bồ Tát Địa Tạng cũng là rất đáng quý. Người nào vẽ được một bức tranh Phật thì tướng mạo của người đó sẽ trở nên trang nghiêm, viên mãn thêm một chút. Đức Phật có 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Nếu quý vị vẽ một bức hình Phật thì tướng mạo của quý vị sẽ tốt đẹp hơn một chút. Vẽ hai bức thì tướng mạo lại đẹp lên một chút nữa. Vẽ ba bức, bốn bức, năm bức, vân vân. Thậm chí cả trăm ngàn vạn ức bức tranh Phật thì quý vị cũng sẽ có được 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp như Phật vậy. Nói tóm lại, nếu quý vị tô vẽ hình Phật, tạc tượng Phật, đắp tượng Phật thì tướng mạo của quý vị sẽ rất xinh đẹp. Chạm khắc, tức là dùng dao để đẽo gọt và chạm trổ trên gỗ làm thành tượng Phật hoặc Bồ Tát, thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Tam Thập Tam. Nếu quý vị tô vẽ tranh ảnh Phật điêu khắc từ gỗ tốt hoặc tạc từ đá quý thành hình tượng Phật, hoặc là dùng sơn keo để tô đắp và sơn thiếp tượng Phật, thì sẽ được sanh lên cõi trời 33-100 lần. 100 lần này không phải chỉ ở cõi trời 33, mà trước tiên là sanh lên 6 tầng trời dục giới, 18 tầng trời sắc giới, tức là 3 tầng trời sơ thiền, 3 tầng trời nhị thiền, 3 tầng trời tam thiền và 9 tầng trời tứ thiền, và luôn cả các tầng trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ ở vô sắc giới. Cứ ở mỗi cõi giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, quý vị sẽ được tái sanh 100 lần, sau đó sanh về cõi trời 33 100 lần nữa. Quãng thời gian này vô cùng lâu dài, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Nếu quý vị thành tâm tán thán, chiêm ngưỡng đảnh lễ, xưng niệm danh hiệu, cúng dường hoặc tạc đúc các hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì vĩnh viễn sẽ không bị đọa lạc vào đường ác nữa. Ha ha ha, 闻三摩地所。